tiếng Anh cực kỳ hữu ích cho bé nhá. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người quyển đầu tiên là quyển chinh phục từ vựng tiếng Anh theo sơ đồ tư duy Minmap. Cái này 30 chủ đề này, hơn 2000 từ vựng. Bé chỉ cần học quyển này thôi là đã đủ hết các kiến thức rồi đấy. Kiến thức cơ bản đấy mọi người. Đây, nó sẽ làm như thế này. Đây, color, rồi sẽ ra red, purple, yellow, pink. Đó, nhìn rất là bắt mắt luôn. Và có một điều cực kỳ hay đó là có quét mã QR ở đây. Đó, khi mà quét cái mã này thì là sẽ là khai đọc cho các bé học. Bố mẹ không cần biết tiếng Anh, không cần biết một chút nào, chỉ cần hướng dẫn bé là bé có thể tự học được. Đó, đủ các chủ đề. Gồm có hơn 30 chủ đề ạ, bao gồm hơn 2000 từ vựng nữa. Vì vậy nên là các mẹ hãy mua cho con quyển chinh phục từ vựng tiếng Anh này để cho các con có được cái lượng từ vựng rất là nhiều, và các mẹ hãy bấm vào giỏ hàng ở phía trái của màn hình nhé.